Với tầm tiền ngoài 800 triệu mà quý anh chị có thể sở hữu chiếc xe rộng rãi mà vô cùng là hiện đại xong lại tiện ích nữa anh chị nha. Thì đây là một chiếc xe khá là ok với khoảng tài chính hơn 800 triệu, khi mà 2019 chủ xe phải bỏ ra gần 1,4 tỷ thì mới mua được chiếc xe này, nhưng đến thời điểm hiện tại thì chỉ ngoài 800 triệu thôi anh chị nha. Em Trường giới thiệu đến quý anh chị, đây là một chiếc xe Kia Sendona với bản Premium phun dầu anh chị nhá. Có ngoại thất màu trắng và nội thất màu kem. Những cái điều đặc biệt của chiếc xe này là 4 năm sử dụng nhưng xe chỉ lăn bánh được đúng 4 vạn km, zin 100%, phun lịch sử bảo dưỡng sửa chữa anh chị nhá. Với nước sơn thì còn zin đến 97%. Thật sự là một chiếc xe rất là độc mà rất là hiếm trong phân khúc Senona anh chị nhé. Mời anh chị cùng em Trường đi một vòng ngoại thất và nội thất để đánh giá chiếc xe này với một thiết kế vô cùng đẹp và rất là xuất sắc của nhà sản xuất Kia, từ những cụm pha đèn hay là cụm đèn nào bên dưới đây. Anh chị hãy quan sát để chúng ta cảm nhận được về cái độ mới và cái độ đẹp của cái mẫu form xe này anh chị nhé. Thật sự là một chiếc xe rất là đẹp. Nếu như anh chị đang có nhu cầu ngoài 800 triệu để mua phục vụ gia đình và công việc với Senona thì đây là một sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời anh chị nhé. Lốp vẫn còn theo xe, la răng chưa bị trầy xước. Đó là những điều đặc biệt của chiếc xe sản xuất 19 nhưng lăn bánh 4 vạn km với chủ xe đi vô cùng là giữ xe. Và với phân khúc này thì rất là hiện đại rồi anh chị nhé. Mời anh chị đi vào nội thất một chút để có cái đánh giá tổng quan về chiếc xe. Đó, từ cánh cửa nhìn vào bên trong, mọi chi tiết của chiếc xe còn rất là mới và còn rất là đẹp anh chị nha. Cho đến từ bộ ghế da hay là vô lăng đấm số hay những chi tiết bên trong, anh chị hãy quan sát để chúng ta đánh giá được về chiếc xe và về cái độ giữ của chủ xe cũ anh chị nha. Hơn 4 vạn km zin, cam kết với quý anh chị là km zin và full lịch sử bảo dưỡng sửa chữa. Với chiếc xe này thì thật sự là một sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời để quý anh chị trải nghiệm và bỏ ra trong khoảng tài chính hơn 800 triệu nhưng được một chiếc xe rất là sang trọng, lịch sự và rất là thoải mái anh chị nhé. Đó, rất là rộng rãi nếu như chúng ta đi du lịch hoặc là phục vụ gia đình anh chị nhé. Anh chị hãy quan sát để chúng ta cảm nhận về cái độ mới của chiếc xe, từ hàng ghế trên hay là hàng ghế dưới, mọi cái là còn nguyên bản theo nhà sản xuất mà còn rất là mới. Với bản này thì cửa sổ trời đôi rồi anh chị nhá, rất là xịn sò. Đó, hàng ghế thứ hai bên dưới, hàng ghế thứ ba bên dưới rất là rộng rãi anh chị nhá. Thật sự đây là một chiếc xe phục vụ gia đình và công việc là vô cùng tuyệt vời. Với bản này thì option là rất là hiện đại rồi anh chị nhá. Đó, vô cùng hiện đại mà lại vừa tầm tiền. Sendona bản Pratium Đơ anh chị nha. Cốp thì cũng đã được trang bị cốp điện rồi anh chị nha, rất là rộng rãi. Đó, vô cùng là rộng rãi. Nếu như anh chị đi du lịch và chúng ta để đồ thì nó quả thật là một chiếc xe lý tưởng anh chị nha. Đó, anh chị hãy quan sát để chúng ta cảm nhận về cái độ mới và cái độ giữ của chiếc xe này. Và cam kết với anh chị là chiếc xe còn nguyên zin, sơn zin đến 97% và keo chỉ mọi cái là nguyên zin mà còn rất là mới anh chị nha. Những chi tiết từ ngoại thất đến nội thất anh chị hãy quan sát thì chúng ta sẽ đánh giá được về chủ xe cũ họ đi họ giữ gìn như thế nào anh chị nhé. Đó, nếu như tài chính hơn 800 triệu anh chị đang quan tâm đến dòng xe này thì đây là một chiếc xe rất là mới và chủ xe đi rất là giữ xe, rất là đáng để quý anh chị quan tâm tham khảo anh chị nhé. 4 lốp xeo xe, sơ cua chưa hạ, la răng thì chưa bị trầy xước, sơn zin còn 97%, giá chỉ hơn 800 triệu, quả là một sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời cho quý anh chị đang
tìm mua dòng xe Nona mà với khung giá tầm tiền anh chị nhá. Chiếc này sản xuất 19, tư nhân một chủ đó, anh chị hãy đi vào khoang máy một chút. Chiếc xe này là bên em chưa spa, xe vừa về tới cửa hàng em trường lên sóng luôn để anh chị có thể quan sát được chiếc xe mộc 100% bên em chưa spa anh chị nhé. Những chi tiết đấy, từ những ốc máy hay là những chi tiết bên trong của khoang máy, anh chị hãy quan sát cảm nhận được về cái độ giữ và cái độ mới của chiếc xe này. Thật sự là một chiếc xe quá đều xe mà quá là mới anh chị nhé. Nếu như anh chị có nhu cầu thì có thể liên hệ với em Trường theo số điện thoại trên màn hình để em Trường hỗ trợ tư vấn và giải đáp. Và điều đặc biệt của chiếc xe này là bên em vẫn hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến 70% tổng giá trị xe. Anh chị cũng chỉ chuẩn bị đâu đó ngoài 300 triệu một chút, và còn đâu thì bên em Trường sẽ hỗ trợ ngân hàng với lãi suất ưu đãi tốt nhất trong thời điểm hiện tại anh chị nhé.